Như bây giờ mình có gia đình rồi thì mình đầu tiên là hai vợ chồng phải có một cái mục tiêu chung. Thì cái mục tiêu chung ở đây là các cái con số, hai con số rất quan trọng là con số về mặt số tiền và con số về mặt thời gian, và nó bám theo các cái cột mốc. Ví dụ như 5 năm nữa thì hai vợ chồng sẽ đạt thu nhập bao nhiêu, sẽ tích lũy được bao nhiêu. Sai lầm về quản lý tài chính cho những cặp vợ chồng mới cưới hay mắc phải, và những cái giải pháp gợi ý. Nên là tôi là tính đến bây giờ là 20 mấy năm trong một cái cuộc hôn nhân rồi. Thế thì tôi nghĩ là nhắc lại những cái sai lầm này thì tôi nghĩ là tuổi trẻ ai cũng mắc thôi, thì cởi mở đi. Thế thì cái sai lầm đầu tiên thì tôi đúc kết ra là, nhưng mà những ngày đấy thì chả biết đâu, ngây thơ lắm. Thế cái sai lầm đầu tiên là không có kế hoạch gì cả, kiểu như là nước nổi thuyền nổi, kiểu bèo dạt mây trôi thôi, còn trẻ lo gì đấy. Rồi là không có một cái mục tiêu chung cụ thể. Hai vợ chồng có mục tiêu thế nào 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới? Hoặc là một cái sai lầm khác, tôi thì không mắc phải, nhưng mà tôi quan sát được rất nhiều những cái cặp hôn nhân, đấy là chi li quá. Như kiểu đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành cũng mệt. Hoặc là một cái sai lầm nữa là mỗi lần đưa cái vấn đề về tiền ấy, ra để mà thảo luận, ra mà nói chuyện ấy, thì tình hình lúc nào nó cũng căng thẳng, nên là chả bao giờ nói chuyện nó gọi là trong cái lúc mà huyết áp nó bình ổn. Cứ nói chuyện được 5 phút 10 phút là tăng huyết áp ấy, rất là căng. Thế là vấn đề chả bao giờ được giải quyết cả. Thế thì giải quyết những cái vấn đề này như thế nào? Thì tôi cho rằng là với những cặp vợ chồng trẻ thì khi chúng ta lập gia đình ấy, thì chúng ta không còn ở cái cuộc sống cá nhân tự do nữa. Ngày xưa thì mình chỉ có một mình đó, thì mình viết vẽ kế hoạch tài chính cho cá nhân mình nó khác. Như bây giờ mình có gia đình rồi thì mình đầu tiên là hai vợ chồng phải có một cái mục tiêu chung. Thì cái mục tiêu chung ở đây là các cái con số, hai con số rất quan trọng là con số về mặt số tiền và con số về mặt thời gian, và nó bám theo các cái cột mốc. Ví dụ như 5 năm nữa thì hai vợ chồng sẽ đạt thu nhập bao nhiêu, sẽ tích lũy được bao nhiêu, rất là rõ ràng nhé. Thì các cái mục tiêu này phải đưa ra. Xa hơn nữa là tuổi nghỉ hưu bình thường là 60, thế thì vợ chồng mình sẽ định nghỉ hưu ở tuổi bao nhiêu? Ví dụ là 50. Tóm lại là cái cột mốc thời gian ấy, và cái số tiền mà cần tích lũy được ấy, và cái thu nhập cần đạt đến ấy, là những cái thứ mà gợi ý để hai vợ chồng có một cái mục tiêu chung. Rồi xa hơn nữa là thế chúng ta sẽ lo cho con cái như nào nhỉ? Ví dụ có gia đình là thôi mình sẽ lo cho con cái năm 18 tuổi thôi, có gia đình sẽ lo cho con cái năm 22 tuổi. Thậm chí có gia đình là mình sẽ lo cho con cái năm 40. Tôi không biết quan điểm của hai vợ chồng ạ. Thế thì khi có chung mục tiêu ấy, thì chúng ta sẽ có chung phương pháp, và chúng ta cùng nhau chung tay thực hiện. Thì cái chủ đề này nếu mà nói chi tiết ấy, thì nó phải mất hàng giờ đồng hồ. Một tin vui cho các anh chị là nó nằm trong một cái giáo án của một cái khóa học dạy về phát triển bản thân. Tôi có đưa cái phần tài chính cho các cặp đôi vào, là cái khóa học 10 năm qua tôi dạy. Mong rằng có lúc nào đấy được gặp các anh chị ở trong cái khóa học Wake Up 2 ngày ấy, thì tôi sẽ chỉ dẫn ở cấp độ nó chi tiết hơn cho các anh chị. Nhưng mà tổng kết thì các
các cụ nói không sai, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cạn. Thế thì đầu tiên là phải hướng đến những cái mục tiêu tốt đẹp, rồi mới đến cái phương pháp, rồi mới đến hai vợ chồng chung tay nhau làm. Thì nếu anh chị nào còn những cái câu hỏi nào khác liên quan đến cái khía cạnh tài chính dành cho các cặp đôi thì đừng ngại ngần, cứ comment đi, đặt câu hỏi đi. Tôi sẽ lựa chọn những cái câu có thể gợi ý trong cái chủ đề clip kế tiếp. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại clip kế tiếp.